À, bây giờ mình sẽ tạm dừng nhạc ở đây để mình tiếp tục nói tới những cái effect trong Ableton 11. Thì ở đây mình có một cái sound percussion. Trong cái track này thì mình sử dụng ba cái effect mới trong Ableton 11 đó là Spectral Resonator và Spectral Time và cái cuối cùng đó là Chorus Assemble. Thì bây giờ mình sẽ tắt ba cái hiệu ứng này để cho các bạn nghe cái âm thanh gốc của cái sau này và tạm thời mình sẽ dừng cái uh, launch launching action các bạn có thể chọn hết và các bạn bấm tắt tắt uh, follow action thì nó sẽ ngưng nó không kích hoạt tiếp rồi mình sẽ solo cái track này đây là track percussion bây giờ mình sẽ play đây là cái tiếng gốc À đây là cái tiếng gốc của cái cái này đây là một cái đoạn uh, loop percussion không có gì đặc biệt hết. Thì ở đây mình bỏ vô cái uh, spectral resonator. Thì cái này nó sẽ giống như cái resonator mà các bạn đã biết trong Maven thì đây nó sẽ generate ra nhiều cái harmonic của cái sao gốc này và nó tạo ra được cái âm thanh rất là hay. Như các bạn nghe thì đây là cái âm thanh của cái Spectral Resonator nó tạo ra thì ở đây chúng ta sẽ có những cái control cơ bản à, các bạn có thể chọn món là internal nghĩa là nó sẽ dùng tín hiệu audio từ cái track đó và nó sẽ resonate hay là các bạn có thể chọn qua chế độ MIDI và các bạn chọn cái MIDI input để nó có thể trigger được rồi tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có ở đây là frequency có nghĩa là các bạn sẽ chọn cái cái tông nào mà nó sẽ được resonate ra và kế tiếp đó là cái decay đó là cái độ dài của cái sau resonate đó là bao nhiêu rồi các bạn có thể chỉnh nó theo node là nó hiển thị cái node ở dưới đây hay là các bạn có thể chỉnh qua là head để nó hiển thị là head rồi ở những đây chúng ta sẽ có damage và của hai và low thì hai frequency damage và low frequency damage thì nó giống như là một cái sát nho nhỏ nằm ở trong đây và ở đây chúng ta sẽ có những cái mod như là chorus Wonder và Renulator thì mỗi mod nó sẽ cho ta một cái uh, character đặc biệt. Tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có là Harmonic là nó sẽ generate ra bao nhiêu Harmonic. Ở đây mình đang để là 256 Harmonic, nghĩa là từ cái sao ban đầu nó sẽ generate ra thêm 256 cái Harmonic khác của cái sao này nữa. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có Unison là mình đang để là 8 và Unison Am là 57% tiếp theo là bất kỳ một cái plugin nào trong Ableton chúng ta cũng sẽ có cái nút dry wet đó là mix giữa tín hiệu dry và tín hiệu wet đó là về uh, spectral resonator tiếp theo chúng ta sẽ có uh, spectral time thì spectral time nó sẽ là một cái giống như delay nó là một cái delay và nó sẽ cho các bạn uh, chỉnh theo những cái mod ở đây giống như là time là thời gian là feedback nè shift có nghĩa là nó sẽ delay nhưng mà cái tiếng delay này nó sẽ Ở đây mình sẽ là 16 hẹt có nghĩa là nó sẽ uh, Tạo ra cái delay từ 16 hẹt trở lên Các à, bạn nghe những cái tiếng lắc cách lắc Ở phía trên đó là cái tiếng delay trong cái này nó tạo ra Mod thì các bạn có thể chọn là time Theo thời gian là theo milli giây. Hay là theo node là từng node Hay là mình để đây là 16 có nghĩa là 1 phần 16 rồi, stereo là độ rộng, dry, wet, rồi tiếp theo đó là tip. Thì bây giờ đi này. Có buzzer Delay more than low frequency. A few moments later. Thì trên A live 11 này á nó chưa có cái manual nên mình không có tìm hiểu kỹ nó là cái gì nhưng mà theo cái chú thích ở trên đây á thì khi mà cái tiêu này á nó ở cái positive value có nghĩa là cái giá trị nó là cộng thì cái high frequency delay more than the low frequency có nghĩa là cái delay của cái tần số cao nó sẽ nhiều hơn delay của tần số thấp và tương tự ngược lại thì nếu nó negative thì cái low frequency nó sẽ delay nhiều hơn cái high frequency rồi chúng ta sẽ có cái spray có nghĩa là cái delay time của từng cái uh, giải tần số nó sẽ phát ra theo thời gian khác nhau nó như thế này như các bạn nghe thì các bạn sẽ thấy là cái hai frequency delay nó sẽ có cái khoảng thời gian cái cái uh, delay của nó sẽ nhiều hơn như cái low frequency tiếp theo chúng ta sẽ có cái mask thì cái mask này nó uh, to let the limit of the effect of the teal and spray control the low frequency and turn to the right limit the effect to the high frequency Ok thì cái match này theo giải thích của nó là khi các bạn vặn qua bên trái thì nó sẽ điều khiển cái fill and spray control của low frequency và dạng qua bên phải thì nó sẽ limit cái effect là nó sẽ giới hạn cái effect của high frequency đây chúng ta sẽ nghe ha À, thì khi các bạn dặn qua bên trái thì các bạn sẽ nghe cái high frequency ít hơn và dặn qua bên phải thì các bạn sẽ nghe cái high frequency nhiều hơn rồi chúng ta vẫn có nút dry wet rồi tiếp theo nữa thì chúng ta có mình có sử dụng một cái là chorus assemble. thì đây nó là một cái giống như một cái phần mềm upgrade của cái chorus mà các bạn đã biết thì chúng ta sẽ có ba chế độ classic assemble, editor bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe thử ha đây là classic là giống như một cái chorus bình thường assemble và vibrato rồi thì chúng ta vẫn có là cái ray ray đây là cái mức độ dao động của cái chorus này trong một giây ở mau có nghĩa là nó sẽ tác động vào cái original sao bao nhiêu phần trăm và feedback à, là giống như các bạn biết feedback những cái gì các bạn thấy nó là feedback thì nó sẽ là cái um, amount of each channel output that's e feedback to the input là cái output nó nó sẽ quay ngược lại cái input để nó tiếp tục nó generate cái nó tạo ra cái cái chorus thì nếu các bạn dặn nó lên cao hết mức thì các bạn sẽ nghe âm thanh như thế này là có nghĩa cái cái dry signal sau khi đã đi qua cái chorus và nó đã bị chorus rồi rồi nó sẽ được send ngược trở lại vào cái input của cái chorus này là nó sẽ tiếp tục add thêm chorus vào trong đó cái điều này thì nó mang ý nghĩa là các bạn có thể dùng nó để sao design hay là làm bất cứ cái gì nói chung những cái phần mềm mới của ableton thì mình cảm thấy nó nghiêng về dành cho những bạn uh, muốn làm về nhạc techno hay là những dòng nhạc uh, gần như là nó hơi ambient nó hơi ma mị một chút xíu À, thì đôi khi uh, uh, có những bạn thì chỉ muốn làm những gọi là nhạc hay thôi Là làm những đồ nhạc mà người ta nghe người ta cũng nói ok hay Nhưng mà có nhiều cái uh, bạn thì thích uh, khám phá, thích sử dụng những cái effect để tạo ra những cái hiệu ứng lạ và độc đáo Thì mình nghĩ Ableton 11 là một cái upgrade đáng giá mà các bạn nên nâng cấp để các bạn có những cái phần mềm hay ho như thế này và cái plugin cuối cùng uh, trong Ableton đó là cái Hybrid Reverb thì như các bạn đã biết cái uh, uh, convolution reverb có từ cái bản Ableton 10 nhưng mà nó nằm trong Max for Live thì nó cho phép chúng ta load được một cái sample audio sample vào trong cái reverb để chúng ta tạo ra cái reverb có hơi hướng của cái sao của cái audio sample đó ví dụ như ở đây mình có một cái đoạn như thế này và mình có thể kéo nó thả vào trong cái Hybrid Reverb thì khi mà các bạn uh, play cái reverb này như thế này ha và bây giờ thì mình send cái hai hết của cái snare này vào trong cái hybrid reverb này thì đây là cái tiếng của cái snare này như bạn nghe cái tiếng reverb nó là cái tiếng của cái audio sample mình vừa bỏ vào Nó vừa sáng mà nó vừa có một cái màu nó hơi uh, metallic một chút xíu Là một màu kim loại là do cái sao mà mình vừa bỏ vào Thì nó cho phép các bạn có thể uh, làm được những cái tiếng reverb Mà có thể là trong tự nhiên hay là trong những cái reverb kiểu classic Nó sẽ không bao giờ mà làm được Thì ở đây chúng ta sẽ có những cái thông số cơ bản như những cái reverb khác Uh, như pre delay rồi size damage shape uh, bay multiply và trong cái hybrid reverb này á, nó sẽ cho phép các bạn chỉnh là các bạn có thể sử dụng một cái reverb là cái algorithm là cái original reverb như bên đây là các bạn có thể chỉnh theo cái uh, algorithm nào dark horn hay là simlet tie dream gì đó và có thể cho các bạn sử dụng chỉ cái convolution reverb đó là cái Audio Sample mình vừa bỏ vào Hoặc là các bạn có thể sử dụng cả hai theo cách là Serial là từ cái này qua cái kia là cái Convolution xong rồi nó sẽ tới cái Algorithm Hay là các bạn có thể sử dụng nó theo dạng Parallel có nghĩa là cái Audio Signal nó sẽ qua cả hai cái cùng một lúc và nó ra cái uh, channel tổng ở phía sau uh, Và ở đây chúng ta sẽ có cái stereo rộng hẹp rồi mono thì nó cho phép các bạn chỉnh thêm cái chức năng là từ giải tần số 180 hệ trở xuống thì cái reverb này nó sẽ chuyển qua chế độ mono, còn phía trên thì vẫn là stereo để tránh cái trường hợp là cái low end của chúng ta nó bị reverb nó vang lung tung ra hai bên. À, và dry wet à, rất là dễ dàng thấy. Rồi ở đây chúng ta sẽ có một cái plan có nghĩa là cho các bạn là à bên reverb của cái convolution hay là cái algorithm bên nào nhiều hơn bên nào hay là 50 50 có nghĩa là chia đều ra. Và chúng ta có một cái nữa là một cái EQ thì cái EQ này cho phép các bạn nhìn và các bạn cắt thì ở đây nó cho tổng cộng là bốn cái EQ và mỗi cái EQ nó cho phép các bạn cái low và cái high này thì nó cho phép các bạn chọn là giữa cái cách uh, hoàn toàn hay cách và lô cách hay là hai xe lô xe Còn đây nó là một cái bèo Để các bạn có thể cắt những cái giải tần số trong reverb này mà các bạn không thích Đó thì là toàn bộ những cái gì về cái audio effect mới của Ableton Hy vọng là cái video này sẽ giúp các bạn hiểu cơ bản còn về sâu hơn nó là cái gì Thì Các bạn cần phải có cái Ableton 11 và các bạn bắt đầu sử dụng nó và tạo ra một cái workflow mới cho các bạn để các bạn hiểu rõ hơn và áp dụng nó như thế nào. Tại vì đây là hoàn toàn những cái mà Ableton họ vừa phát minh ra hay là họ vừa upgrade lên mà mình vẫn chưa có thời gian để mình có thể uh, nghiên cứu xong xem là cái trường hợp nào sử dụng thì nó hợp lý. Nếu các bạn thấy thích video này và các bạn quan tâm tới sản xuất âm nhạc hay là các bạn muốn chuyển sang sử dụng phần mềm Ableton thì các bạn có thể xem những cái khóa học À, giống như là khóa học hai ly cà phê, Ableton cơ bản nhất để các bạn hiểu rõ Ableton đó là cái gì và làm sao để thao tác, rồi những cái công cụ cơ bản để các bạn bắt đầu trở thành một producer hay là xem uh, cái khóa học về nhạc điện tử cho người mới bắt đầu để chúng ta có thể xem cái thao tác khi các bạn làm một cái bài nhạc uh, real time như thế nào. Nếu các bạn thích thu âm bằng phần mềm Ableton vẫn được, các bạn có thể xem qua những cái khóa học về thu âm vocal hay là thu âm nhạc cụ trên trang web mcma training và bây giờ xin cảm ơn các bạn đã xem video lần này và hẹn các bạn trong video lần sau. Bye bye.